Cho mình hỏi là tại sao mà bạn lại không chọn 1 tỷ mà lại chọn đi du học, học bổng? Dạ do ở đây học chán quá. Cho mình hỏi là giữa việc nhận được một học bổng toàn phần để mà đi du học và việc nhận được 1 tỷ thì bạn sẽ chọn cái nào? Mình nghĩ là mình sẽ nhận 1 tỷ đồng. Mình sẽ chọn đi du học. Mình sẽ chọn nhận được 1 tỷ. Nhận được học bổng toàn phần. Chắc là học bổng toàn phần. Chắc chắn là học bổng toàn phần rồi. Mình sẽ chọn 1 tỷ. Chắc đầu tiên là phải coi đó là cái ngành nào đã, cái ngành mình có thích hay không. Nếu mà ngành mình thích thì mình sẽ chọn học bổng toàn phần, còn không thì chắc là chọn 1 tỷ để làm cái gì đó mình thích. Tại vì nếu mà mình có học bổng toàn phần á, thì mọi cái chi phí, ví dụ như về việc học rồi việc ở là mình không có cần lo lắng, tại vì ở bên đó nó lo. Còn ví dụ mà mình có 1 tỷ đi, mặc dù mình có tiền nhưng mình qua đó mình khó trong cái việc mà sinh hoạt chẳng hạn, rồi tìm nơi ở, và mình nghĩ như vậy. Dạ do ở đây học chán quá. Tại vì du học nó là ước mơ từ lâu của mình rồi. Với là du học thì có thể học được nhiều kiến thức hay hơn. Còn nhận 1 tỷ thì xem ra so với học bổng toàn phần thì nó có thể là nó hơi bị lỗ. Em muốn được học bổng để được đi du học, để hiểu biết thêm nhiều cái mới. Còn 1 tỷ thì em không biết làm gì. Mình nghĩ là bây giờ mình đi du học thì tất nhiên là mình phải xa gia đình, xa bạn bè. Trong khi đó là khi mà mình nói thiệt là mình đã có năng lực, mình giỏi thì học ở đâu cũng vậy, và cơ hội làm việc ở đâu cũng vậy. Không nhất thiết là phải đi du học cũng như là phải làm việc ở nước ngoài. Trong khi đó 1 tỷ bạn làm rất là nhiều chuyện. Thứ nhất, bạn có thể tự trau dồi học cái gì đó ở Việt Nam mình nè. Rồi có thể giúp đỡ những người khác, tức là mình tin vào cái luật nhân quả thì mình giúp người ta về cái ví dụ như tài trợ cho học sinh nghèo học đồ này nọ, thì sau này á mình sẽ cũng trau dồi được kiến thức của mình nữa về xã hội. Tại vì khi nhận được 1 tỷ thì người ta có thể làm được nhiều thứ, như là mở ra một cái kinh doanh, một cái gì đó. Còn nhập học bổng mà nó mình không thích đi ra nước ngoài, mình chỉ thích là kinh doanh ở trong nước. Nếu mà được đi du học thì bạn sẽ chọn quốc gia nào làm điểm đến của mình? Mình nghĩ là Mỹ hoặc là Anh. Mỹ hoặc là Singapore. Em sẽ du học bên Mỹ ạ. And yes, together we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America.